Kiếp sau tốt nhất đừng làm cho ta gặp lại ngươi. Tào Đấu Chí kiên định lắc đầu. Không, kiếp này làm huynh đệ, kiếp sau làm vợ chồng. Lồng ánh sáng màu bạc sừng sững, cái kia tầng tầng lớp lớp ngân sắc quang mang đem ở trong ngoài hoàn toàn ngăn cách. Xưa lấy các học viện, đường môn các cường xá, lúc này đã hoàn toàn đắm chìm vào trong to lớn trong bi thống. Một trận chiến này, đối với xưa lấy các học viện cùng với đường môn mà nói, tổn thất thật sự là quá to lớn. Quang ám đố là lòng giả nguyệt, thánh linh đố là nhã lý, thiên sương đố là vũ trường không, dương mộc đố là làm mộc tử. Lúc này hơn nữa đường môn hai đại cực hạn đố là đa tình đố là tàng hâm, cùng với vô tình đố là tào đức trí. Có thể nói toàn bộ sử lấy các học viện cùng với đường môn hơn phân nửa chiến lực cứ như vậy mà biến mất. Ai có thể nghĩ tới, ở đây tất cả mọi người không thể nào khống chế lại sửa tình huống, vẫn không có ra tay, vẫn ẩn nhẫn đố là vị diện hai đại điện chủ. Số cuộc bạo phát ra thuộc loại đường môn hào quang, vừa mới phong ấn ra thôi miên thánh quân, tầng kia trong không gian đóng cửa, ngay cả có được siêu thần khí thiên thánh liệt uyên thần thánh uyên thánh quân tạm thời đều không thể đột phá. Đúng vậy, đây chính là vũ hoàng sư học kỹ mạnh nhất trên thế giới đấu la đại lục. Nhưng mà đây hết thảy thực sự có ý nghĩa sao? Tim của mỗi người đều chìm vào trong đáy cốc. Thâm biên thánh quân không người nào có thể địch lại, cho dù là khoảng cách 3 ngày, bọn họ có năng lực ngăn cơn sóng dữ. Huống chi bây giờ đường phụ lần đã đến sắp chết bên cạnh. Đường môn sử lấy các học viện cùng với chúng người cũng đã xông tới, quay chung quanh ở đường phụ lần cùng với cổ Nguyệt Na chung quanh. Lúc này đây, cường đại tự lành năng lực làm cho đường phụ lần trước ngực vết thương thật lớn đã muốn khép lại, ngọn miệng mũi chỗ ở trong nhừ cũ không có ngừng trào ra máu tươi. Cho dù là trái tim, ở vô lậu kim thân dưới tác dụng, bình thường cũng không phải là không thể khép lại, nhưng mà ngày đó thánh liệt uyên hiệu quả thật sự là quá kinh khủng, vô cùng phong rệ hơi thở ở đường vũ lân ở trong cơ thể vẫn là đại điên cuồng phá hư, cũng không ngừng suy yếu sinh mệnh của khí tức hắn. Cho dù là hắn muốn truyền tống và đến sinh mệnh cổ thụ kia cũng là vô pháp làm được. Thay đổi những người khác chỉ sợ sớm đã chết rồi, cũng chỉ là hắn như vậy ngoan cường sinh mệnh lực lượng mới có thể kiên trì đến lúc này. Thính làm hộ pháp cho ta, cô Nguyệt Na lúc này kiên định nói. Vừa nói, nàng trân trọng đem chính mình chữ vật ở trong hồn đạo khí lấy ra một cái hộp ngọc. Là đa tình đố là tăng hâm ở trong lời nó nhắc nhở nàng. Đúng vậy, nàng còn có một cái lúc trước đường phụ lần sủng tâm huyết đưa cho nàng lễ vật. Có chút vội vàng mở hộp ngọc ra, cô Nguyệt Na tay đều là run rẩy. Lúc này trên người của nàng khắp nơi đều là đường phụ lần máu tươi. Trong hộp ngọc, một đóa màu đỏ thắm đại hoa lặng lặng nằm ở nơi đó, lại tản mát ra màu vàng kim nhạt nhạt vầng sáng. Khi nó xuất hiện ra trong nháy mắt, lúc trước ở trong không khí bởi vì tình cảm động thiên mà xuất hiện qua bình thường cảm giác, giống như nhận lấy ảnh hưởng, do đó tiêu thất rất nhiều. Đây đúng là đường phụ lần lấy ra một ngụm tâm huyết tháo xuống, đưa cho cổ Nguyệt Na nhân gian tiên thảo. Tiên thảo là vua, tương tự đoạn trường hồng. Cô Nguyệt Na lúc này cầm lấy tương tự đoạn trường hồng, nhét vào trong miệng của chính mình khẽ nhai ra đứng lên. Tương tự đoạn trường hồng vào miệng tan ra, nhanh chóng hóa thân thành một cỗ tươi mát mùi thơm ngát chất lỏng. Cô Nguyệt Na lập tức ở trong miệng mình, dùng không gian nguyên tố phong cấm lại cỗ này chất lỏng. Nàng cúi đầu cứ việc trước mặt như thế này rất nhiều người trước mặt, nhiều chiếc hôn lên đường phụ lần trên môi, đem nàng một ngụm nhân gian tiên thảo này biến thành quỳnh tướng, hỗ trợ ra có mình lướt bọt vượt qua. Vậy là cái gì? Rất nhiều người ở trong lòng đều có một chỗ nghi hoặc, cho dù là ở đường môn môn phái, cũng chỉ có đa tình đấu la cùng với đa tình đấu la mới biết được tương tự đoạn trường hồng này. Thần kỳ một màn xuất hiện, làm cái kia tương tự đoạn trường hồng bị nhộ nhập vào trong đường phụ lân ở trong cơ thể về sau. Đường phụ lân thân thể nhất thời nhỏ nhẹn run rẩy ra một chút, lúc trước không ngừng chảy ra mà máu tươi, cố nhiên một chút liền đã ngừng lại. Ngay sau đó ở trên người của hắn, một tầng kim hào quang màu đỏ tùy theo đó sáng lên. Cùng với lúc đó, một tầng hồng nhạt vầng sáng lưu chuyển, một thân ảnh tùy theo đó hiện lên trên ở bên cạnh hắn. Đúng là Khởi Lạ Uất Kim Hương. Hắn vừa mới xuất hiện, liền không chút do dự hướng cổ Nguyệt Na vội vàng nói. Nhanh, dùng ký thức của người kéo hơi thở của hắn, làm cho dược lực này hoàn toàn phát tác, tương tự đoạn trường hồng. Cần nhất chính là người yêu hơi thở, chỉ có tình cảm chân thành mới có thể để cho nó tác dụng của nó hoàn toàn phát huy ra. Cô Nguyệt Na sửng sốt một chút, ngay sau đó, nàng ôm sát đường phụ lân, đem hai má của chính mình dán lại trên má của hắn, dùng thân thể của chính mình sưởi ấm lấy thân thể của hắn, hồn lực chậm rãi rót vào, thử đến dẫn động hơi thở của hắn dao động.
Tương tư đoạn trường hống không hổ là thiên thảo của vua. Lương Tuận Theo lấy hơi thở rót vào, rất nhanh thì Đường Vũ Lân trên người liền xuất hiện ra biến hóa. Đầu tiên biến hóa là hắn tự thân ra hơi thở, trước tiên dồn dập ra dần dần trở lên càng bằng phẳng. Ở cô Nguyệt Na ở trong lòng, giống như là hắn an ổn nhất thời khắc, trong cơ thể của hắn lúc này mãnh liệt phòng xệ hơi thở, giống như cũng chịu ảnh hưởng, dần dần bị dược lực lấy. Tương tư đoạn trường hống đương nhiên không đối phó được với thiên thánh liệt uyến kinh khủng cái kia phong xệ, nhưng mà tương tự đoạn trường hống lại có thể cực đại trình độ kích thích Đường Vũ Lân tự thân bản năng. Đường Vũ Lân thân thể tốc độ chữa trị gấp bao nhiều lần bảo tăng, tuy rằng vẫn tại bị không ngừng phá hư, mà cái kia chữa trị giá tốc độ vượt qua phá hư tốc độ, như vậy hết thảy tất cả mà bắt đầu trở lên bình thường đứng lên. Dần dần thân thể của hắn ổn định trở lại, hơi thở cũng bắt đầu từ từ trở lên đều đều, là trọng yếu hơn chính là tim đã đập. Ở tương tư đoạn trường hống cường đại dược lực tác dụng phía dưới, trái tim đã được tái tạo, mà Đường Vũ Lân tự thân hơi thở cũng theo đó phát ra. Ở cổ Nguyệt Na hồn lực xuất vào phía dưới, từng giọt tàn giã phòng xệ chi khí, thần bút đấu la dự quan trí, minh kinh đấu la trường huyễn vân cũng đã đi tới. Trang chiến dịch này, nhân tài điều linh, chiến thần điện điện chủ ngã xuống, đấu la điện hai vị điện chủ cũng ngã xuống, phần đông cực hạn đấu la ngã xuống, tam đại hạm đuổi không còn tồn tại, đại quân loài người cũng nhận được bị thương nặng. Lúc này có thể chủ sứ, cũng chỉ còn lại có hai vị này cùng với cổ Nguyệt Na. Dư Quan Chi đứng ở bên cạnh, nhìn cổ Nguyệt Na kiếu trị Đường Vũ Lân, ánh mắt của hắn đã là ảm đạm. Làm thông miên thánh quân trước sau phá hủy ra trên chiến trường, chủ lực cùng với tam đại hạm đội thời điểm đó, hắn giống nhau một cái chớp mắt liền xả lùa ra 10 năm. Hắn đã vừa mới nhận được ra đến từ trong chính liên bang nghị hội khẩn cấp hỏi thăm, bởi vì toàn bộ đấu la đại lục đều trở nên đen kịt một màu, khủng hoảng nhanh chóng lan tràn ra ở đại lục mỗi trong khắp ngõ ngách, hội nghị cũng đã hỗn loạn ra từng bừng, quân bộ này liên tục phát ra hỏi ý. Dư Quan Chí lúc này có thể làm chỉ là đem tiền tuyến chiến đấu hình ảnh toàn bộ chuyển quay lại cho cấp liên bang ra hội nghị, sau đó liên bang hội nghị quân đỗ đều là bị trầm mặc. Khi hắn vừa mới ra trước tới đây, mới đem cuối cùng ra một phần hình ảnh này truyền đưa tới. Hình ảnh cuối cùng rửa lại chính là hạ đà tình đấu la của vô tình đấu la hy sinh tự thân, phong ấn vực sâu kia một cái chớp mắt. Chàng tai nạn này đã muốn không thể nào ngăn cản. Vô luận Dư Quan Chí lộ tấm đều cỡ nào kiên định, ở trong hiện ở phía sau, hắn đều đã không có bản chuôn lòng tin. Sợ hãi, hắn cũng không có cỡ nào sợ hãi. Tử vong đối với hắn mà nói cũng không phải như thế nào chuyện đáng sợ. Hãn hải đấu la Trần Tâm Kiệt có thể vì trong liên bang mà hy sinh tự thân. Hung lang đấu la Đồng Tử An có thể làm được, hắn cũng số như vậy có thể làm được. Nhưng mà thân là tam quân tổng chỉ huy, hắn lại không có thể nào dẫn theo quân độ liên bang khiếu cho nhân loại tranh thủ đến tương lai. Hắn chính cảm thấy chính mình là nhân loại đắc tội nhân. Đến lúc này, đấu la đại lục thượng hết thảy thủ đoạn, sợ như công đá muốn đã dùng hết, hết thảy tất cả đều tái không có cơ hội. Xong rồi, hết thảy tất cả đều đã xong. Cho dù là Đường Vũ Lân có thể chữa khỏi lại như thế nào, chẳng lẽ bọn họ có thể chống đỡ được thông viên thánh quân sao? Bọn họ không làm được. Lục trương chiến đấu đã muốn chứng minh hết thảy, thông viên thánh quân lực lượng kinh khủng, ngay cả đấu la đại lục vị diện đứng đầu đều không có biện pháp, không biết sao nếu như so với lúc trước, ma hoàng khủng bố gấp bao nhiêu lần. Dần dần, Đường Vũ Lân nhịp tim bắt đầu trở lên có lực, làm cho người ta một loại sức sống tràn trề cảm giác, mọi người cũng rốt cuộc là bắt đầu nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng chính là Đường Vũ Lân sống lại, hơi thở của hắn lúc này dần dần trở lên đều đều, chầm chầm đã xuống. Hắn đến lúc này cô Nguyên Na mới thở phào nhẹ nhõm, ôm Đường Vũ Lân đứng dậy, nhìn về phía thần bút đấu la Dừa Quán Trí, trầm giọng nói, tất cả mọi người đã muốn rất mệt mỏi, vô luận 3 ngày sau như thế nào, hiện tại tất cả mọi người cần nghỉ ngơi, chúng ta sẽ không buông bỏ, dù chỉ là còn có một cơ hội, chúng ta cũng tuyệt đối không thể từ bỏ. Nói tới đây, nàng cặp kia trỏng mắt màu tím bên trong đã tràn ngập ra kiên định. Dư Quan Chí lúc này chấn động, nguyên bản nỗi lòng tuyệt vọng ra rút cuộc hơn một tia gợn sóng, ngay cả người tuổi trẻ này cũng đã có quyết tâm, mình tại sao liền tuyệt vọng đấy? Đúng vậy, không thể từ bỏ. Chúng ta tụ tập ra tất cả lực lượng, cho dù chết cũng muốn chết ở trên chiến trường. Cô Nguyệt Na lúc này hướng hắn gật đầu, ôm Đường Vũ Lân phóng người lên trên, hướng tới lục trương trồng sinh mệnh cây con đỉnh núi bay đi. Ở trong lời nào, có số lẽ các học viện cùng với đường môn doanh địa cũng còn chưa bị hủy rồi.
Tâm tình của tất cả mọi người chịu đến cổ Nguyệt Na cuốn hút đều là thoát dễ dàng là vài phần. Đúng vậy, cho dù là tận thế sắp đã đến, bọn họ cũng còn có ở sau cùng 3 ngày, mà ở cuối cùng 3 ngày này, tổng yếu làm cho một ít gì đó mới được. Đến với Liên bang hội nghị, làm sao bây giờ? Ba chữ này cơ hồ là xuất hiện ra ở mỗi một sảnh nghị viện ở bên trong lóng, nhưng mà ở phía sau ai có thể biết nên làm cái gì bây giờ? Ai có thể nghĩ tới liên bang tất cả lực lượng tập trung ở cùng nhau, thế mà lại kết quả như vậy? Ngay tại nghị hội trên màn hình lớn, vừa mới truyền hình ra ở sòng sở hữu chiến đấu trọng yếu trường hợp, tình huống trước mắt có thể trách cứ ai? Tiền tuyến tướng sĩ phục vụ ra quên mình, tất cả mọi người ngay liền mạng sống cố gắng, người nhiều như vậy chết đi, chính vì là có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Cô Nguyệt Na liền thủ dạ với Đường Vũ Lân, đánh tan Ma Hoàng. Ai có thể nghĩ tới lại xuất hiện ra một cái Thâm Miên Thánh Quân. Trận này kéo dài đến 6.000 năm âm mưu tốt suốt cuộc là bạo phát, mà bây giờ quan trọng nhất chính là hết thể tất cả yếu man không nổi nữa, lâm vào trong đấu la đại lục hắc ám, đang muốn làm cho toàn dân khủng hoảng. Ngoại giới đã là hốt loạn tương bừng, cường đại nhất quân đội đều ở trong tiền tuyến, hơn nữa tổn thất nặng nề. Hội nghị hiện tại ngay cả có thế chậm áp quân lực đều không có. 3 ngày còn có 3 ngày thời gian, đây là tiền tuyến cho ra kỳ hạn chót. 3 ngày sau đó, hy sinh vô tình đấu la cùng với đa tình đấu la hình thành phòng ấn liền bị phá vỡ. Đến lúc đó, có lẽ chính là tận thế khai đoạn.